cơm á, 10 giờ là bác về mới nấu cơm xong rồi bác mới qua bác bán lại, ngày nào bác cũng vậy hết. Cái mấy người ta mua giải người ta nói bà kỳ quá, sao bà không để con mà nấu, mình nấu nó nhanh hơn nít mà nó nấu cái gì. Nấu xong rồi là bác qua bác bán. Vậy có làm dâu gì đâu? Không, tại vì nó đuôi con gái Út mà biết làm gì. Trời đất ơi, mình cưới mà gặp gái Út là mình chịu thôi. Út thì phải làm chứ. Nhưng mà lúc rồi cái thời điểm mà cô mới về, cô không có làm được nhiều việc á, cô có bị bà la không cô? Thật sự là cái thời gian 29 năm, nhưng mà đúng ra là mình làm dâu chỉ có một tuần thôi. Mình nghỉ phép được một tuần để mình làm dâu. Dạ. Rồi sau đó mình đi làm. Mình đi làm thì mình ở tập thể, coi như là ở riêng với má. Lúc đó là cơ quan cách nhà 12 cây số thì mỗi tuần vợ chồng mình về. Yeah. À, lúc nào về má cũng đi chợ, rồi má nấu ăn, rồi má nấu ăn ngon lắm. À, má nói mấy đứa con nghèo chắc cái gì cũng thèm. Lúc nào con về hỏi câu con thèm gì. Cái bữa đi thèm bún riêu mà mình nhớ hoài luôn. Má tự má mua cui má giả rồi nấu bún riêu mà má nấu rất ăn rất là ngon. Rồi có hôm thèm bánh xèo á, má tự đổ. Từ đổ con dâu có nhiệm vụ ngồi ăn thôi. Má đổ vừa xong thì con dâu nó ăn cũng xong. Tôi má cứ làm con dâu cứ ăn đúng không? Má thương con lắm. 29 năm trời cô hả? Chắc con nghĩ là hai mẹ con mình có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng không? Nhiều nhiều kỷ niệm lắm Lộc. Mà nói chung là hôm nay sẵn chương trình mình cũng chia sẻ với chương trình. Thật sự mà nói cái mục đích hôm nay mình tham gia chương trình á, thứ nhất là năm nay má cũng tám mấy lớn tuổi rồi, mình muốn có một cái kỷ niệm với má, với lại cho thay cái lời cảm ơn. Thật sự là mình rất mang ơn má, tính tới giờ phút này con rất là mang ơn má. Tại vì những lúc con khó khăn á, cái thời gian đầu mình sinh em bé thì hai đứa làm chung, rồi công ty giải thể mà hai đứa lại dở kế hoạch nữa. Ông xã mà nghe tin mình có thai. Dạ con chào bà. Dạ. Xin mời bà ngồi, chào cô ạ. Dạ xin mời cô ngồi. À, rất vui được chào đón bác với lại chị đến tham gia chương trình ha. Dạ. À, xin mời bác giới thiệu về mình ạ. À, mày hai em xinh xinh đẹp. Dạ. Con cũng xinh đẹp nữa cô. Đẹp. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Tây, 82 tuổi. Ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả bác? Dạ, hả? Hồi xưa thì bác ở Đồng Tháp. Dạ. Nhưng bác về lên đây 17 năm rồi. À, dạ. Dạ, dạ. À, xin mời cô ạ. Xin chào hai MC. Rất là duyên dáng, rất là dễ thương của chương trình. Dạ. Anh Đường Linh và bé Lê Lộc. Dạ. Mình tên là Trần Thị Kim Thanh. Năm nay mình 51 tuổi, mình đến từ Vĩnh Long. Dạ. À, hiện là mình đang công tác tại Ngân hàng Công thương Vĩnh Long. Mình làm dâu của má được 29 năm. Wow. 29 năm. Dạ. Một chặng đường rất là dài luôn. Bác còn nhớ 29 năm mà bác gặp cô con dâu này thì bác thấy thế nào? Đứa con trai nó về nó có nói. Dạ. Con có quen với một cô này nhưng mà con thấy được này được rồi, để nào má lên. Dạ. Tới Sở Giạc để đi qua bên một con sông, đi xa lắm mới tới nhà bé này. Vô thì gặp bà mẹ mới nói: chị ơi, chị đến đây tôi mừng quá, tôi thương thằng Sơn lắm, là con trai của bác. Dạ. Chị đi ra chợ chị mua đậu hông 5 phân vô tôi gả hàng ngày con Thanh cho thằng Sơn, tôi nói đâu có được, để về sắp xếp làm chị với bác. Chị xui đâu có làm chị vậy. Dạ. Dạ. Cái về mà nói với má, cái má nó thôi còn đi lấy đồ ra, có 3 thằng con trai đút ra, má nó còn đi nhận luôn 3 đôi bông một lần một, rồi để từ từ cưới cho mỗi đứa một đôi bông đàng hoàng. Rồi bác mới xuống Vĩnh Long đó, lại tiệm ngọc nó kêu anh nhận cho tôi 3 đôi bông mà cho đàng hoàng nghe, cái này tôi cưới dâu nha. Ừ, cái này tôi cưới dâu à. Anh nói được rồi, chị vô đây cái tội nghiệp đó. Để các bạn đây, bác ngồi đây, ngồi đây nhận cho bác. Nhận bông là làm đôi bông á, nhận cái bông. Dạ. Vô trong cái vàng á. À, thế. Dạ. Cho 3 đôi bông luôn. À, tức là 3 cô dâu là mỗi cô dâu. Dạ. Một đôi bông. Dạ, phải có một đôi bông. À. À. Ngày xưa dưới quê đi đi cưới vợ là phải đem đôi bông. Dạ. Đôi bông, dây chuyền, cà rá gì đó ha. Dạ. Dạ. Rồi tới ngày đó đến ngày cưới về là bao nhiêu xa? Một năm sau. Năm sau. Dạ, cô ơi, cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà đó, cô ấn tượng điều gì? À, lúc trước á, cơ quan mình là ở gần cái chỗ má bán giải. Dạ. Má bán giải ở một cái chợ của thị trấn.
cái nghe mấy đứa bạn nói là đó là má con xã, cái mình rình mình để ý má chồng tương lai mình. Ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy má sang lắm, mà má mặc đồ ủi lăng cót nè, mà đặc biệt là má mang đôi bút dông, tới bây giờ mình còn nhớ. Nhưng mà cái gương mặt của má rất là khó, lúc đó mình cũng hơi sợ. Rồi mấy đứa bạn nó đồ mới nói là bà Tư khó lắm, mày hậu đậu dở quá, mày về làm dâu 3 ngày chắc mày đi ra ngoài quá. Cái lúc đó tâm lý mình cũng hơi hoang mang, nhưng mà thật sự mà khi mà về làm dâu má thì má rất là thương con thương dâu. Cái ngày làm dâu đó thì cô con dâu có làm tốt cái nhiệm vụ của mình không bác? Làm cá hay là bác cứ nấu cơm nấu nước là không biết. Không biết luôn. Không, rồi cái để đó bác đi chợ, nó Thanh ơi con mần cá rô cho má được không con? Cái nó anh Sơn, cái anh Sơn nó để đi chút anh mần cho nó má. Vợ con không biết mần má, tôi nói là chút con mần cho má nha. Tới giờ nấu cơm á, 10 giờ là bác về mới nấu cơm xong, rồi bác mới qua bác bán lại. Ngày nào bác cũng vậy hết. Cái mấy người ta mua giải, người ta nói bà kỳ quá, sao bà không để con mà nấu? Mình nấu nó nhanh hơn nít mà nó nấu cái gì. Nấu xong rồi là bác qua bác bán. Vậy có làm dâu gì đâu? Không, tại vì nó đuôi con gái Úc mà biết làm gì. Trời đất ơi. Mình cưới mà gặp gái Úc là mình chịu thôi. Úc thì phải làm. Nhưng mà lúc rồi, cái thời điểm mà cô mới về, cô không có làm được nhiều việc á, cô có bị bà la không cô? Thật sự là cái thời gian 29 năm, nhưng mà đúng ra là mình làm dâu chỉ có 1 tuần thôi. Mình nghỉ phép được 1 tuần để mình làm dâu. Dạ. Rồi sau đó mình đi làm. Mình đi làm thì mình ở tập thể, coi như là ở riêng với má. Lúc đó là cơ quan cách nhà 12 cây số thì mỗi tuần vợ chồng mình về. Dạ. Lúc nào về má cũng đi chợ, rồi má nấu ăn, rồi má nấu ăn ngon lắm. Má nói mấy đứa con nghèo chắc cái gì cũng thèm. Lúc nào cũng về hỏi câu con thèm gì. Cái bữa đi thèm bún riêu mà mình nhớ hoài luôn. Má tự má mua khui má giả rồi nấu bún riêu mà má nấu rất ăn rất là ngon. Rồi có hôm thèm bánh xèo á, má tự đổ con dâu có nhiệm vụ ngồi ăn thôi. Má đổ vừa xong thì con dâu nó ăn cũng xong luôn. Tôi má đưa làm con dâu cứ ăn đúng má thương con á. 29 năm trời cô hả? Chắc con nghĩ là hai mẹ con mình có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng không cô? Nhiều kỷ niệm lắm Lộc. Mà nói chung là hôm nay sẵn chương trình, mình cũng chia sẻ với chương trình. Thật sự mà nói, cái mục đích hôm nay mình tham gia chương trình đó, thứ nhất là năm nay má cũng 80 lớn tuổi rồi, mình muốn có một cái kỷ niệm với má, với lại cho thay cái lời cảm ơn. Thật sự là mình rất mang ơn má. Tính tới giờ phút này con rất là mang ơn má. Tại vì những lúc con khó khăn, cái thời gian đầu mình sinh em bé thì hai đứa làm chung, rồi công ty giải thể mà hai đứa lại dở kế hoạch nữa. Ông xã mà nghe tin mình có thai, mặt mày xanh lè tại vì đâu có con có vui, mà nó rơi cái thời điểm thất nghiệp. Mình nhớ hoài cái cảm giác thất nghiệp hết. Lúc đó thì mình 24 tuổi, ông xã 26 tuổi, rất là trẻ. Sanh đó thường người ta về mẹ đẻ, nhưng mà má xung phong, má rước con dâu về, má nuôi miễn phí 100% 4 tháng luôn. Mình nhớ hoài luôn. Rồi mỗi buổi sáng ông xã mình thì ngủ tới 6 giờ, má 4-5 giờ thức dậy, giặt đồ sạch sẽ phơi xong xuôi. Lộc chưa biết đâu, thời đó chưa có tả giấy. Cái tả giải anh Linh thì cái phân su của em bé nó rất là khó giặt. Má giặt mà má đỏ tay luôn, má sưng cái đầu ngón tay đỏ lên luôn. Mà mình nhớ hoài, tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Ông xã thức dậy thì má đã giặt phơi xong hết trơn. Rồi đi chợ nấu cơm thì nói là con ăn thịt kho rất là dễ ngán, đốt lửa than lên khói ngun ngút vậy đó, nướng thịt, con ăn thịt nướng đỡ ngán. Rồi má luộc đậu que cho con ăn để có canxi. Anh Linh với Lộc biết là bưng tới giường cho mình luôn. Rồi cảm giác mình hơi ngại, má nói một câu tới bây giờ mình vẫn còn nhớ: con sanh nở còn yếu, má bưng tới cho con ăn là cái chuyện đó bình thường, con đừng có ngại. Khi nào bình thường mà má bưng cho con thì con há ngại. Con ăn nhiều vô, giữ gìn sức khỏe. Bới một tô thiệt là to đầy, mình nhớ hoài. Cảm giác ăn rất là ngon luôn. Lúc đó mình ú đi không muốn nổi luôn. Mẹ chồng chăm rất là tốt. Xong rồi pha một ly sữa bò, sữa ông thọ. Úp ly sữa vô. Có những cái tình cảm mà mẹ chồng dành cho nàng dâu không bao giờ quên được. Chúng ta có thể nói những điều tích cực để quên đi những điều tiêu cực trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu.
Má thì nói con vô con coi con Thanh sao nó xanh mà nó quạt máy, tụi nó kệ nó má, nóng lắm ha. Mình xanh nó nóng lắm. À, dạ. Rồi bà ngoại chồng còn nói gì nữa không? Không, bác cười. Bác cười hả? Cười, nói bác kinh dâu. À, nếu như mà không có má chồng như vậy á, là còn ảnh hưởng đến bà ngoại chồng. Dạ. Bà ngoại khó, dạ. Bà ngoại kỹ, bà ngoại thấy quạt là ngoại không cho quạt. Dạ. Mà mình xanh cái mùa hè rất là nóng, không cho coi tivi. Dạ. Thì mình lén lén một câu báo, bà ngoại bà dũa tiếp, đó là yếu mắt. Dạ. Rồi ngoại mới mét má, mà má binh hết trơn. Cái đó mà má không binh á là chắc hơi chắc. Mệt luôn, chắc chắc luôn. Nếu mà ngoại chồng la, xong rồi má chồng mới thấy ngoại la, la ngược lại nữa. Tức là lúc đó mình sẽ làm dâu hai cấp luôn. Dạ. Bác có hợp với ăn uống với con dâu không? Dạ có. Quần áo có hợp không? Được, ăn mặc đều cũng dễ thương lắm. Ăn mặc cũng dễ luôn á. Dạ, dễ thương vậy lắm. Là cũng hợp nhau nhiều rồi. Dạ, thấy cưng lắm. Nhưng mà cảm giác là sao mình có cái điều gì mà chưa hợp với má chồng mình không? Thì không phải gọi là chưa hợp, nhưng mà nhiều khi mình muốn má đừng có nhắc những chuyện xưa. Có những người đối xử không tốt với má, má hay nhớ, má hay nhắc, thì mình không muốn má nhắc để má buồn. Người già theo nhắc chuyện xưa. À, nói má nên nhớ những chuyện xưa, mà chuyện xưa vui á, chuyện xưa buồn má bỏ qua đi để ảnh hưởng tới sức khỏe, tại vì má có bệnh huyết áp cao. Ok, nay nhắc chuyện xưa chút đi. Chuyện xưa của dâu mình á, hầu đậu sao cô đâu bác nhắc thử rồi sao. Nhiều khi có con việc cái nó má, má đừng rửa chén để con rửa má. Ôi xuống quậy quậy hồi bể hai cái tô. Thôi thôi con đứng dậy đi con, đợi má con đừng rửa, đứng dậy nha con. Rồi thôi vậy thôi chứ không có gì hả? Vậy thôi hả? Dạ, thấy dạ. Thương lắm. Mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau thì thường là mẹ chồng bên ai? Dạ mẹ đứng về phía em. Ông xã thì ổng nói chung cái gì cũng ok á, có cái bạc ham vui. Bạn bè mà alo rủ đi nhậu thì nhiệt tình lắm. Có khi về khuya bực quá không biết làm gì, mét phụ huynh. Tội nghiệp má từ Sài Gòn má về má giải quyết. Má tụng ông xã nguyên một đêm đó, ông bỏ ăn luôn. Sáng hôm sau ổng ăn không nổi luôn. Lúc nào má cũng ủng hộ. Nhưng mà chờ bà má đi là ba ông có tụng lại không? Dạ ông dám hâm mét tiếp. Má nói nha, cái thằng Sơn á, nó có gì con cứ điện cho má, má về má xử nó liền. Hai tâm đi. Nói trước mặt nó luôn. Dạ, trước mặt sau mặt thì nói luôn. Má ủng hộ luôn luôn. Ủng hộ, mà dâu cũng ủng hộ. Dâu có ác, dạ. Hiền là đàng hoàng lắm. Dạ. Không có nói thêm cho chồng. Chồng làm gì nói y vậy rồi. Hiền mà. Chị hiền mà nhìn mặt rất là hiền luôn. Mà con để ý là mấy bà mà lớn lớn tuổi á cô, là hay có cái tính tiết kiệm lắm. Đúng. Có bà... tính tiết kiệm. Nhưng mà má tiết kiệm cho bản thân của má. Tính tới thời điểm này má vẫn còn cho tiền mình. Thấy thương lắm. Từ Vĩnh Long lên Sài Gòn thăm má, hội nghiệp vô phòng. Thanh, vô má cho 1 triệu nè. Trời ơi. Đổ xăng về. Sơn, má cho 1 triệu đổ xăng về. Trời, dành dụm lâu lâu. Tại vì má ở nhỏ em, à, nhỏ em rồi lo bà hết, thành ra bà không có xài. Dạ. Rồi tội cầm tiền mà xúc động lắm, không có nhận. Nói đáng lý con phải cho má, rồi sao má cho lại dụng đây con. Con ngại, nói con đừng lo, má tiền nhiều để làm cái gì. Tiền nhiều làm gì con. Má già rồi. Chú bạc đổ đổ xăng. Chú mượn con có 1 triệu mà con không có trừ con đòi hoài. Chú không biết hỏi chị nhà bà đi nữa. Để có gì thương duy. Bữa nào con ghé bác về nữa nha. Không còn triệu nào không? Chừng nào con có về cải tàu á. Bác có căn nhà đang ở trong kia. Có gì con ghé trời ơi, ngon căn nhà quá. Bỏ trống luôn kìa. Bỏ trống luôn á hả? Trời, gần Mỹ Thuận đó anh Nguyên Linh. Cái tàu sát Vĩnh Long á đúng không? Sát Vĩnh Long. Qua cái cầu rồi tới cái tàu. Còn cái vụ 1 triệu đó có không? Có. Ghé lâu lâu khó luôn á. Cho 1 triệu con có 1 triệu rồi hoài. Con nào chú xin này cũng trả cho con. Hôm nay là bị bể mắm rồi. Tại vì má kêu hai vợ chồng vô phòng đóng cửa giấu. Giấu chị chồng với em chồng. Nhưng mà hôm nay lên chương trình đây rồi bể mắm hết. Rồi tình nghĩa chị chồng với em chồng hồi nào rất là tốt đẹp. Rồi sao chương trình này không biết có giòn nhìn mặt nhau không? Để sống gì bữa nào cho mượn không bán, thuê cũng được. Rồi hôm nay thì có cháu gái gửi một lá thư. Không biết cháu gái nói gì đây. Con đọc cho bác nghe nha. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho nội và mẹ. À hi hi hi. Con có một sự mắc cỡ nhẹ. Con rất vui vì nội và mẹ lên sóng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.
đây sẽ là kỷ niệm khó quên với nhà mình. Con thiệt là may mắn và chưa từng chứng kiến nội và mẹ có mâu thuẫn với nhau. Còn các cô bên nội á, thì lúc nào cũng quan tâm yêu thương mẹ. Nhớ ngày trước mấy chị em con hay nói giỡn với nhau, chỉ ước sau này làm dâu sung sướng như mẹ. Con không có nói lố đâu, nhưng mà nội là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng của các nàng dâu đó nha. Cuối thư, con mong nội luôn luôn sống vui khỏe lâu thiệt lâu cùng con cháu. Con mong ba mẹ sắp xếp thời gian rảnh ghé lên thăm nội thường xuyên hơn, để cả nhà ta lại quây quần vui vẻ. Con Bảo Trân. Dạ, bà nội rất là kinh Bảo Trân. Dạ, kinh cưng quá rồi hả? Dạ, kinh thì chắc để cái nhà cái tàu đó cho Bảo Trân. Không, cái nó nặng nha. Nội để thờ đi, chứ giờ con có nhà rồi con không có lấy. Không nằm nhà cái chân hả? Không, nay nội để cái nhà thờ. Thí dụ ai về đưa chìa khóa vô nhà, ăn uống nấu ăn nấu uống rồi đóng cửa lại rồi đi. Thì đưa chị chút đưa chìa khóa con trước luôn nha. Con là bà đưa liền, bà không có sợ đâu. Rồi, con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Con chuyện gia đình ở đây rất là tuyệt vời. Gương mặt bác rất là ngậu ha. Cũng tóc tóc mặt ha, cũng bà tiên ha. Thằng chị đây cũng rất là phúc hậu. Và những cái nụ cười này làm cái sự kết nối chặt chẽ giữa mẹ chồng nàng dâu với nhau. Tụi con cũng mong muốn rằng bác luôn vui khỏe, hạnh phúc cùng với con cháu ha. Gia đình mình luôn luôn hạnh phúc và bình an, thành công rực rỡ chị nha. Tụi con có một cái kỷ niệm nhẹ nhàng thôi, để lâu lâu những này nhớ là bác có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thấy con Lê Lộc nhớ nhớ để bữa mượn nhà có cho. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng bà và cô một ít quà. Dạ, con xin gửi cho cô, đây là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Con xin cảm ơn bà và cô đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Mình cũng xin cảm ơn hai MC một lần nữa, rất là xinh đẹp. Cảm ơn chương trình. Chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Xin chào bác. Xin chào bà. Xin cảm ơn. Dạ, con phải dạ.